Thưa quý vị và các bạn, sáng qua tại vùng biển lịch sử Cửa Lục, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan đơn vị, với lòng thành kính và tri ân sâu sắc đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã hy sinh trong chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc ngày 2 và ngày 5 tháng 8 năm 1964. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại những năm tháng anh dũng, hào hùng của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc và đánh trả máy bay của đế quốc Mỹ, xâm lược ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964. Cách đây 60 năm, đế quốc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Những ngày cuối tháng 7 năm 1964, Mỹ đã cho các tàu thuộc hạm đội 7 liên tục hoạt động trinh sát, khiêu khích vào sát bờ biển miền Bắc Việt Nam. Đặc biệt, đêm 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục Ma Đốc tiến mạnh về phía Bắc, xâm phạm nghiêm trọng hải phận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khiêu khích tàu thuyền của ngư dân ta. Quyết tâm trừng trị sự xâm phạm vùng biển của Tổ quốc, ngày 2 tháng 8 năm 1964, khi tàu khu trục Ma Đốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, chấp hành chỉ thị của cấp trên, Bộ Tư lệnh Hải quân đã giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 135 tổ chức biên đội 3 tàu phóng lôi là 333, 336, 339 của phân đội 3, sau tàu 333 chỉ huy tiến công địch. Trong trận đánh không cân sức này, cán bộ chiến sĩ phân đội 3 đã bắn rơi một máy bay địch, bắn bị thương một chiếc khác. Tàu địch bị trúng đạn, hư hỏng nhiều thiết bị, buộc phải rút chạy khỏi vùng của ta. Ngay sau khi tàu Ma Đốc bị đánh đuổi, ngày 5 tháng 8 năm 1964, đế quốc Mỹ huy động hàng chục máy bay tiêm kích, cường kích hiện đại tấn công vào các mục tiêu kinh tế và hầu hết các căn cứ, kho tàng, nơi trú đậu tàu thuyền của Hải quân ta dọc ven biển từ Cảng Danh, Quảng Bình đến Bãi Cháy, Quảng Ninh. Hải quân cùng với lực lượng phòng không 3 thứ quân và nhân dân các địa phương bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống một tên giặc lái đầu tiên trên miền Bắc nước ta. Cùng với thành tích đánh đuổi tàu Ma Đốc, chiến thắng ngày 5 tháng 8 năm 1964 đã trở thành chiến công đầu tiêu biểu, mở đầu trang sử anh hùng trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và của quân dân Quảng Ninh nói riêng. Những ký ức hào hùng của 60 năm về trước vẫn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính trực tiếp có mặt trên tuyến lửa năm xưa. Tự hào với chiến thắng trận đầu, Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ, quân và nhân dân Quảng Ninh nói riêng nguyện tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết vững vàng trước mọi thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Lớp lớp cán bộ chiến sĩ vùng 1 Hải quân chúng tôi tiếp bước và noi theo. Chúng tôi đoàn kết, thống nhất một lòng, học tập kinh nghiệm của bao thế hệ cha anh. Chúng tôi đã sông biển là chiến trường, tàu thuyền là vũ khí, đoàn kết một lòng với trí tuệ của một tập thể, quyết đánh và quyết giữ cho bằng được từng tất đất xài biển mà bao thế hệ cha anh đã để lại, quyết xây dựng một vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển. Với lòng thành kính và trong niềm xúc động sâu sắc, các đại biểu đã thắp nén hương thơm, kính cẩn tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hải Phòng và Quảng Ninh nhiều năm qua, nhất là sau khi quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, luôn tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển đảo thông qua việc hình thành các tuyến du lịch, tour liên kết, hợp tác cũng như bảo tồn phát huy giá trị di sản. Liên kết là yêu cầu khách quan trong phát triển du lịch. Liên kết giúp mở rộng không gian, phát huy thế mạnh của các địa phương, hình thành sản phẩm du lịch đa dạng hấp dẫn, nâng cao lợi thế cạnh tranh, huy động nguồn lực, tạo sức mạnh quảng bá, xúc tiến điểm đến chung, thu hút đầu tư, thúc đẩy lan tỏa phát triển kinh tế xã hội liên địa phương liên vùng. Tỉnh Quảng Ninh cũng đang xúc tiến bổ sung hành trình tham quan du lịch Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ. Đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy liên kết phát triển du lịch liên vùng và di sản thế giới. Các liên kết về phát triển tour tuyến giữa Quảng Ninh và Hải Phòng thông qua Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long mong muốn rằng là trong cái thời gian sớm nhất thì cái quy chế phối hợp giữa hai tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng sẽ được ký kết.
Đây cũng là một cái cơ sở pháp lý để triển khai cái việc mà kết nối tua tuyến thuận lợi cho các cái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch trên cả hai địa phương. Quảng Ninh và Hải Phòng vừa có lợi thế cùng sở hữu di sản thiên nhiên thế giới, vừa có những cảnh biển đảo, các khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Hai địa phương cũng thuộc vùng có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ hiện đại và tốt nhất cả nước, là cửa ngõ ở phía đông bắc của nước ta, giao thương với các nước ASEAN, là đầu mối liên kết phát triển kinh tế thương mại du lịch với Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới. Việc hợp tác và kết nối hiệu quả bền vững sẽ giúp du lịch của hai địa phương không những đi xa mà còn đi nhanh, đi cùng nhau. Nâng tỷ lệ cơ giới hóa theo quy trình khép kín các khâu nhằm phấn đấu cánh đồng không giấu chân người đang là mục tiêu được ngành nông nghiệp Bắc Giang hướng đến trong sản xuất lúa. Cơ giới hóa được tiến hành chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt là trong sản xuất lúa. Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa hiện nay làm đất đạt trên 95%, thu hoạch lúa trên 90%, trong đó máy gặt đập liên hợp 70-75%. Toàn tỉnh có gần 13.760 máy cày kéo 2 bánh, gần 2.000 máy cày kéo 4 bánh, 125.500 máy phun thuốc bảo vệ thực vật có động cơ, 1.200 máy gặt đập liên hợp và 50 máy gặt lúa giải hàng. Đến thời điểm này, đa số các địa phương đã áp dụng được cơ bản 2 khâu là làm đất và thu hoạch. Bước đầu đã có một mô hình áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất lúa bằng cơ giới hóa, từ khâu làm đất, mạ khay, máy cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người lái, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Tuy nhiên, để nâng tỷ lệ cơ giới hóa toàn bộ các khâu trong sản xuất lúa, cơ quan chuyên môn đang phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm để đánh giá hiệu quả, nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, giảm ngày công lao động. Thông tin từ báo chí về kết quả sản xuất và xuất khẩu 7 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết toàn ngành nông nghiệp tiếp tục xuất siêu hơn 9 tỷ đô la Mỹ và tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Đánh giá chung kết quả sản xuất 7 tháng, ngành nông nghiệp cân đối được cung cầu, an ninh lương thực quốc gia được đảm bảo vững chắc, nguồn cung sản lượng lúa gạo, thịt, thủy sản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt 34,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8%. Đặc biệt, xuất siêu 9,42 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp được dự báo sẽ về đích thuận lợi cho những tháng cuối năm. Và thường theo quy luật thì các tháng cuối năm có nhu cầu thực phẩm tăng lên. Thì đây chính là cái điều kiện thuận lợi khách quan để chúng ta thúc đẩy tổ chức sản xuất, rồi đóng gói, rồi truy xuất nguồn gốc, cập nhật các tiêu chí của thị trường. Với đi đà tăng trưởng này thì tôi nghĩ là sẽ về đích được 54-55 tỷ như Thủ tướng Chính phủ đã giao. Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá cả, nguồn cung để tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, không để thiếu các mặt hàng lương thực, thực phẩm. EVFTA thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường các nước. Đó là nhận định của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurotime khi công bố kết quả khảo sát mới thực hiện. Gần 2/3 số người tham gia khảo sát cho rằng đã nhận được lợi ích, tuy nhiên ở những mức độ khác nhau. Đáng chú ý, 27% năm 2023 là 18% doanh nghiệp đang nhận được những lợi ích từ mức độ vừa đến rất lớn. Trong khi một phần khác thì doanh nghiệp vẫn chưa thấy bất kỳ lợi ích hữu hình nào. Bất chấp sự chênh lệch này, các thành viên Eurotime vẫn luôn đề cập việc giảm thuế quan, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường là những lợi ích chính. Những lợi thế khác có thể đề cập tới như là chuỗi cung ứng hợp lý, cải thiện tính minh bạch trong kinh doanh và khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn. Bước vào năm thứ 5 của thỏa thuận, Eurotime cho rằng điều quan trọng là phải tiếp tục nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục, thống nhất các tiêu chuẩn và đảm bảo mọi người đều hiểu về cách thức hoạt động của EVFTA. Sau thời gian dài ngóng đợi, mới đây Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn đã được ban hành. Nhiều ý kiến từ các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp sản xuất nhận định, cơ chế đột phá này sẽ góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư cũng như sử dụng năng lượng xanh trong tương lai. Đối với doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo, việc xây dựng và ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp được kỳ vọng sẽ đáp ứng xu hướng sử dụng năng lượng sạch của khách hàng sử dụng điện. Cơ chế này còn góp phần thu hút đầu tư vào việc phát triển bền vững năng lượng tái tạo, hướng đến việc triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam.
Quyết định này là một quyết định hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Nó tháo gỡ đầu ra cho những doanh nghiệp tư nhân Việt Nam mà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Nhưng EVN thì không mua của họ. Vậy thì họ có thể tự bán điện cho những cái khách hàng khác, hoặc họ có thể tự làm những cái khu công nghiệp mà sử dụng cái điện do họ làm ra. Theo Nghị định 80, những khách hàng sử dụng điện lớn có sản lượng tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh một tháng, mong muốn sử dụng năng lượng tái tạo sẽ được mua điện trực tiếp từ các nhà sản xuất năng lượng tái tạo với hai chính sách: qua đường dây kết nối riêng hoặc qua lưới điện quốc gia. Như vậy, lần đầu tiên Việt Nam cho phép các đơn vị phát điện tái tạo được lựa chọn cơ chế bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn, bên cạnh việc bán điện cho các tổng công ty điện lực. Đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển cái năng lượng quốc gia gắn với cả cái dịch chuyển năng lượng. Thì thực tế cho thấy là nhiều nhà đầu tư trên cơ sở các cái chính sách về ESG của họ, chính sách về phát triển bền vững ấy, thì họ mong muốn là có được cái nguồn cung năng lượng sạch. Là về mặt thị trường điện thì đây là một cái bước tiến, bởi vì là nó mở ra cái việc mua bán điện mà giữa các cái thành tố khác ngoài tập đoàn điện lực Việt Nam, thì đấy là đối với thị trường là cho có thêm người mua người bán. Theo Bộ Công Thương, việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp là một trong những giải pháp để Việt Nam đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh. Tuy nhiên, để thống nhất triển khai trong phạm vi cả nước, Bộ Công Thương đề nghị bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các nội dung trong nghị định để phân công, lập kế hoạch thực hiện, tiếp tục phát hiện bất cập, vướng mắc nếu có và phản ánh, đề xuất để có phương án giải quyết. Theo báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng, 6 tháng đầu năm nay nợ xấu ngày càng tăng cao. Tính tới cuối quý 2, Vietinbank có nợ xấu, tổng dư nợ xấu ở mức hơn 24.100 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 20% so với thời điểm kết thúc quý 1. Ngân hàng ACB tính đến hết tháng 6 thì tổng nợ xấu là hơn 8.122 tỷ đồng. Cả 3 nhóm nợ đều tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn. Ngân hàng Sacombank thì có tổng số nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 6 là 12.548 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2023. Ngân hàng Nhà nước cho biết nợ xấu trở thành thách thức không chỉ của ngành ngân hàng mà còn của toàn nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ có biện pháp đảm bảo chất lượng tín dụng trong thời gian tới, cũng như trích lập dự phòng nợ xấu để đảm bảo an toàn. Từ ngày 1 tháng 8, 3 luật về bất động sản chính thức có hiệu lực, trong đó có luật kinh doanh bất động sản 2023 với một số điều được sửa đổi bổ sung. Những điểm mới này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, minh bạch, ổn định. Luật kinh doanh bất động sản 2023 được thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Với 10 chương và 83 điều, luật kinh doanh bất động sản 2023 có nhiều thay đổi so với luật kinh doanh bất động sản 2014. Trong đó, nhiều quy định đã bổ sung chi tiết từng loại bất động sản đưa vào kinh doanh, phân loại cụ thể từng loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng dịch vụ kinh doanh bất động sản, công khai thông tin về bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh. Qua đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, đặc biệt là siết chặt tình trạng phân lô bán nền đối với các dự án bất động sản tại các khu vực đô thị, hướng tới thu hút đầu tư nhằm tăng nguồn cung về các sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội. Luật mới về kinh doanh bất động sản thì quy định chặt chẽ hơn về các cái điều kiện về thông tin, tức là đối với các cái dự án về đưa ra kinh doanh bất động sản thì phải thông tin rộng rãi và đầy đủ, minh bạch. Cái thứ hai nữa là các cái điều khoản về hợp đồng, các cái mức giá có một cái nội dung hết sức là quan trọng là kiểm soát việc phân lô bán nền đối với các cái đô thị loại 3 trở lên. Ở đây có những cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là thông qua đó để chúng ta xây dựng ban hành các cái quy hoạch, kế hoạch về phát triển nhà ở thương mại cũng như nhà ở xã hội chặt chẽ, và phải có cái sự lựa chọn các cái đơn vị, các cái nhà đầu tư có đủ cái năng lực để kiểm soát, đồng thời thì kiểm soát các cái đầu ra, cái nguồn cung cho thị trường, các cái giá, các cái hợp đồng mua bán.
Cùng với việc minh bạch hóa đối với các thông tin về các loại bất động sản, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai các dự án bất động sản, các quy định trong luật kinh doanh bất động sản 2023 sẽ minh bạch hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động môi giới giao dịch bất động sản, phòng ngừa, hạn chế những bất ổn thị trường do các hoạt động môi giới kinh doanh dịch vụ bất động sản thiếu sự kiểm soát, đồng thời hạn chế việc chiếm dụng vốn, trốn thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản có thể xảy ra. Luật kinh doanh bất động sản thì đã thể chế hóa được nhiều chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, khắc phục được những hạn chế vướng mắc của các cái luật trước đây, giải quyết được những cái tồn tại về sự chồng lấn trong cái phạm vi điều chỉnh đối với các luật khác, rồi vấn đề về điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản, hay là vấn đề về điều tiết thị trường bất động sản lúc mà chúng ta có cái thời gian thị trường trầm lắng hay là lúc thị trường tăng trưởng nóng, để cái nguy cơ dẫn đến cái bong bóng bất động sản, nâng cái tính chuyên nghiệp hơn trong cái hoạt động kinh doanh bất động sản và đóng góp trực tiếp vào cái đảm bảo cái an toàn cho thị trường và quyền lợi của chính đáng hợp pháp của người mua, và giúp cho người dân có cái độ tin tưởng khi mà tham gia thị trường. Việc luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu, sẽ góp phần quan trọng tạo một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhất là đối với Quảng Ninh, địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao thứ 5 cả nước, với 4 thành phố và thị trường bất động sản sôi động. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh sẽ thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non. Toàn bộ quy trình thanh toán lệ phí xét tuyển đều cần thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh lưu ý, để đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm nay, thí sinh phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển. Nếu không, hệ thống sẽ hỗ trợ xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chưa ghi nhận thí sinh đăng ký xét tuyển thành công. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng kết nối để thí sinh thanh toán trực tuyến an toàn thuận tiện thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước. Từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 8, Bệnh viện Bạch Mai mở khám ngoài giờ từ 5 giờ đến 9 giờ tối, từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6. Riêng thứ 7 Chủ nhật, khám từ sáng đến 16 giờ 30 phút chiều. Hiện nay, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 6.000 đến 8.000 bệnh nhân ngoại trú đến khám, khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú. Trong tổng số bệnh nhân đến khám, chỉ khoảng 20% bệnh nhân là người Hà Nội, còn lại 80% người bệnh đến từ các vùng sâu vùng xa. Việc mở khám ngoài giờ nhằm giảm tải bệnh viện và tạo điều kiện để người bệnh thuận lợi hơn trong việc khám bệnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn, tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều đường nứt, hình thành điểm sạt lở nguy hiểm, buộc phải công bố và áp dụng các biện pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Đây là điểm sạt lở nguy hiểm tại thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình. Một cung trượt đất dài hơn 100 mét đã hình thành sau những trận mưa lớn. Người dân cho biết một số đường nứt đã hình thành khoảng 3 năm trở lại đây. Sau những trận mưa lớn, các vết nứt càng rõ, hình thành khối trượt đất lớn tại đây, gây mất an toàn đối với tính mạng và tài sản của 8 hộ dân trong khu vực. Tôi nhất sợ, nhất lo lắng. Cái đằng sau nhà nó là mấy 3-4 đời rồi. Tôi cũng thấy xuống, nhưng năm ngoái nó là thấy xuống, sạt lở. Tôi nhất sợ. Trên cơ sở khảo sát đánh giá của cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở sườn đồi tại km 27+400 bên trái đường tỉnh 237, thôn Còn Chè, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình. Chính quyền xã đã huy động lực lượng tiến hành tạo rãnh thoát nước phía trên đỉnh đồi, phủ bạt lên bề mặt khối trượt nhằm hạn chế thấm nước, ngăn cơ chế kích hoạt sạt trượt. Về lâu dài, phương án di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đang được nghiên cứu, song cần được tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn, vừa phù hợp với tình hình thực tế. Giải pháp lâu dài thì hiện nay huyện đang lập dự án về san ủi cái mặt bằng, san gạt cái mặt bằng để tại cái nhà văn hóa thôn Còn Chè, để chúng tôi sẽ di rời, vận động di rời người dân ra cái khu vực an toàn để các cấp chức năng để giải quyết cái về mặt kỹ thuật
đối với cái địa bàn có nguy cơ sạt lở. Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, địa bàn có thể xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Do vậy, các biện pháp ứng phó cần tiếp tục được triển khai kịp thời, tránh tâm lý chủ quan. Thậm chí, các biện pháp cưỡng chế di rời cũng phải xem xét thực hiện để chủ động ưu tiên bảo toàn tính mạng và bảo vệ tài sản của người dân. Bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tới đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.